Hello tất cả nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh tải của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một đẩy thông suất đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là Crown Amcron, và dòng này sẽ có tên model là CE1000, tức là dòng sản phẩm mà chuyên nghiệp để mà anh em mà vừa nghe nhạc, vừa chiến karaoke, sân vườn và anh em chơi gia đình phải nói là cực kỳ tốt. Vì dòng này có một cái cấu hình phải nói là rất là tốt anh em ạ, và nội thất ở bên trong mà phải nói là siêu hầm hố luôn, để mà cho anh em có thể mà chơi được đối với những cặp loa khủng hoặc những cặp loa khó tính. Đây, đầu tiên thì đối với những cục đẩy thì mời anh em cùng xem trước và cấu hình của cục đẩy này. Con này nó sẽ có một cái công suất rất là khủng anh em, đến tận là 1100W, và đặc biệt là nó chơi được ở mọi cỡ kháng anh em, từ 2, 4 đến 8 ohm nó đều đánh rất là tốt anh em à, nên dòng sản phẩm này nó sẽ không bị kén loa nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức và về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây, hàng mà nhập vừa vào thôi đấy mà, về hình thức còn cực kỳ mới và ken anh em, tầm khoảng là trên 90%. Mặt trước của sản phẩm thì sẽ bao gồm mà một nút nguồn và hai nút để điều chỉnh về volume nha anh em. Con này cục đẩy nó sẽ có hai channel nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về mặt sau của dòng sản phẩm này. Mặt sau dòng sản phẩm này đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là một cái quạt tản nhiệt nha anh em. Quạt này là quạt mà phải nói là kỳ hay, đến từ Crown, thì nó thiết kế là khi nào mà sản phẩm nó sẽ hoạt động nóng lên thì nó mới chạy. Nhưng mà cái này thì nó giúp chúng ta một là tiết kiệm điện, hai là giảm một cái độ ồn khi mà anh em mà trải nghiệm âm nhạc cho anh em, tiếng ồn cũng là mình ở trong những kẻ thù của âm nhạc anh em à. Còn bên đây là tem nhãn trong sản phẩm này nha anh em. Đây, mình quay trực tiếp cho anh em cùng xem. Đây, con này sẽ có tên mua đồ là CE1000A nha anh em. Con này anh em sẽ thấy là nó sẽ có 3 dòng điện nha anh em. Và tùy vào dòng sản phẩm này nó xuất vào thị trường nào thì nó sẽ đánh dấu vào dòng điện đó. Hiện tại thì nó đang là điện 100V. Dòng điện này nó sẽ xuất vào thị trường của Nhật nha anh em. Đây, được sản xuất ở bởi Crown nha anh em. Hàng chính hãng là Made in USA, đặt tiêu chí là CE, được xuất vào thị trường của châu Âu nha anh em. Vì những cái dòng mà phải đạt được cái tiêu chí này của Liên minh châu Âu thì mới được xuất vào thị trường. Còn bên đây là cặp loa trong sản phẩm nha anh em. Anh em phải mà đấu dây vào đây, còn anh em mà chơi những cái đầu chắc đặc biệt bên dưới cũng được nha anh em. Nói chung là dòng mà chuyên nghiệp professional nên nó sẽ có nhiều cách đấu dây để phục vụ cho mặt nhu cầu của anh em. Và bên đây là các cổng mà anh em tín hiệu nghe nhạc anh em. Đầu tiên anh em có thể mà chơi qua cái jack 6 ly carbon sen, rồi anh em cắm trực tiếp vào hai cái lỗ này. Còn anh em chơi qua jack canon nha anh em, cái canon mà cái lỗ vòng ngoài này. Còn anh em chơi qua những cái jack mà đấu dây bình thường nha anh em, đấu dây điện. Còn bên đây là cái mode chức năng chơi trong sản phẩm này, chơi stereo, còn anh em chơi mono. Còn về nội thất ở bên trong của cục đẩy Crown Amcron CE1000A phải nói là cực kỳ mới, đẹp ken anh em. Anh em nhìn từng cái bản mặt, từng cái linh kiện bên trong, tem nhãn, chữ nghĩa cũng còn rất là rõ ràng đấy mà. Và đặc biệt là dòng này nó sẽ trang bị ta tổng cộng là 16 con sò sắt của Mexico nha anh em. Dòng sò này đánh tiếng nó ra nghe mà nó rất là bùng âm, rất là bùng nổ đấy mà. Mình thấy là rất là nhiều những dòng sản phẩm mà cao cấp cũng sử dụng dòng sò này nha anh em, của những dòng của Mỹ, ví dụ như là VSC hoặc của Crown, phải nói là sử dụng dòng sò này rất là nhiều. Đây cũng phải nói là một cái minh chứng cho dòng sò này nó tốt đến thế nào nha mà. Và đặc biệt là giá Nhật để lại cho anh em phải nói là siêu rẻ nha mà, chỉ mới 6.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua video để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất.
Ngoài ra, khi mà anh em mua cục đẩy này, Nhường sẽ tặng cho anh em đây, đầu tiên là một cọng dây nguồn nha anh em, và hai cái jack để mà anh em chuyển ra từ jack 6 ly này ra bông sen, để cho anh em có thể mà dễ dàng mà kết nối với các thiết bị của anh em hơn. Ok, giờ dầm nữa mình vào ngay bài test thích âm, mời anh em. Sau bờ sức mạnh cục đẩy Ground Amcron CM1000A hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.